Ước tính thế giới có hàng triệu người bị các triệu chứng COVID-19 kéo dài, từ hụt hơi, mệt mỏi, chứng não sương mù, đầu óc thiếu nhạy bén, mất tập trung. Tuy nhiên, đa số những câu hỏi liên quan đến tình trạng này, bao gồm nguyên nhân đằng sau những triệu chứng trên vẫn chưa có lời giải. Nhóm tác giả của nghiên cứu mới vừa được công bố trên chuyên sang The Lancet Respiratory Medicine cho rằng, việc phát hiện sự liên hệ giữa COVID-19 kéo dài và tình trạng đa nội tạng có vấn đề đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giúp đỡ bệnh nhân mắc chứng COVID-19 kéo dài. Tác giả chính Betty Raman của Đại học Oxford của Anh cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên thực hiện việc so sánh thông qua ảnh chụp MRI đối với nhiều nội tạng ở bệnh nhân nhập viện, bao gồm não, tim, gan, thận và phổi, với ảnh chụp MRI những người chưa từng mắc COVID-19. Kết quả cho thấy, gần 1/3 số bệnh nhân COVID-19 xảy ra những bất thường đối với ít nhất một cơ quan nội tạng trong thời gian trung bình 5 tháng sau khi xuất viện. Nguy cơ xảy ra bất thường ở phổi của những người nhập viện điều trị COVID-19 cao gấp 14 lần so với người khỏe mạnh và nguy cơ cho não cao gấp 3 lần. Trong đó, những bất thường ở não bao gồm tỷ lệ cao tổn thương chất trắng dẫn đến suy giảm năng lực nhận thức nhẹ. Những người bị bất thường đa nội tạng sau khi mắc COVID-19 đối mặt nguy cơ cao gấp 4 lần xảy ra tình trạng suy giảm nghiêm trọng về tinh thần và thể chất, khiến họ không thể thực hiện những hoạt động thường ngày, theo tác giả Raman. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.